tận hưởng không gian nghỉ dưỡng trong từng khoảnh khắc, chạm đến thiên nhiên mỗi bước về nhà. Giờ đây, ngay giữa Sài Thành phồn hoa, nơi giao điểm của hai phong cách sống tinh hoa, sống xanh chuẩn resort và sống thông minh cùng nền tảng công nghệ 4.0, nơi hứa hẹn trở thành tâm điểm sống mới của giới thượng lưu. Sunshine Diamond River Resort 4.0, quần thể nghỉ dưỡng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, được kiến tạo bởi Sunshine Homes, thương hiệu bất động sản đẳng cấp của Sunshine Group, top 10 doanh nghiệp tiêu biểu châu Á 2019. Năm 2019, Sunshine Diamond River vinh dự nhận giải thưởng dự án công trình xanh đột phá nhất Việt Nam, dự án được yêu thích nhất năm 2019 do Dot Property Việt Nam Awards 2019 bình chọn. Sunshine Diamond River mang trong mình sự lộng lẫy, đẳng cấp của ngôn ngữ kiến trúc đương đại cùng công nghệ thông minh 4.0, nhưng vẫn tràn đầy luồng sinh khí an lành của thiên nhiên. Một xu hướng sống mới của những người theo đuổi sự hoàn mỹ, nơi con người là tâm điểm của sự phát triển bền vững, nơi tận hưởng những phút giây nghỉ dưỡng bất tận. Tọa lạc tại quận 7, tâm điểm phát triển đô thị bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong sự phát triển của khu Nam Sài Gòn, Sunshine Diamond River thừa hưởng những giá trị kết nối hoàn hảo về hạ tầng hiện hữu, dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố, thuận tiện cho các hoạt động giao thương, giải trí, y tế, trường học, cùng những điểm nhấn đắt giá trong tương lai như cầu Thủ Thiêm 4, công viên Mũi Đèn Đỏ, cảng quốc tế. Sunshine Diamond River sở hữu địa thế phú quý với ba mặt giáp. Những tòa nhà kiến trúc xa hoa bậc nhất thế giới, Sunshine Diamond River sở hữu bộ ba kỳ quan xanh với hệ thống ba bể bơi vô cực, tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn, công viên và đường dạo bộ trên cao, sông nội khu thơ mộng, uống mình theo từng đường nét kiến trúc của 8 tòa nhà tráng lệ và trải nghiệm loại hình dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh hoàn toàn mới tại Sunshine Diamond River. Trở thành chủ nhân của căn hộ Sunshine Diamond River, mọi tiện ích đều được áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành để tiết kiệm thời gian. Công nghệ nhận diện Face ID, an ninh đa lớp, an toàn tuyệt đối, cảnh báo khi có người lạ đột nhập, Smart Home, Smart Living 4.0, hệ sinh thái Sunshine App, hệ thống cảm biến thông minh điều khiển các thiết bị điện tử hồng ngoại, bãi đỗ xe thông minh, dẫn đường và thông báo chỗ trống, tìm kiếm xe. Với vị trí đắt giá cùng các yếu tố tiên phong về kiến trúc xanh và hệ thống tiện ích đẳng cấp, Sunshine Diamond River xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho những nhà đầu tư tiên phong. Trân trọng từng phút giây, trân quý từng trải nghiệm, tự hào kiến tạo phong cách sống thông minh, giao hòa với thiên nhiên, dẫn đầu xu thế nghỉ dưỡng bậc nhất Sài Thành. Sunshine Diamond River an nhiên trong từng khoảnh khắc. Một quần thể đô thị sinh thái phong cách resort 4.0 của Sunshine Group